Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Vấn đề bảo hộ an toàn lao động là một trong những cái vấn đề cực kỳ cần thiết. Và gần như các bác hiện nay khi sử dụng những cái dòng máy cắt cỏ hoặc là khi mà các bạn đi cưa xích không quan tâm đến điều đấy. Các bạn lưu ý nhá, cho dù máy của các bạn có ngon đến rời, đồ phụ tùng, phụ kiện của các bạn cước dao sử dụng có tốt đến mấy, tuy nhiên cái an toàn, cái tính mạng của quý vị các bạn mới là thứ mà đáng giá hơn gấp trăm các bạn lần. Đúng, các bạn chỉ cần tưởng tượng như này, đúng, khi các bạn ốm, các bạn sốt ấy, tiền cho các bạn thì không thiết. Khi mà thật sự các bạn mình thì mình không rõ, nhưng mà mình chỉ cần ốm một cái thôi ấy, hoa hậu đến mà gạ làm cái thì mình cũng chịu. Hoa hậu đến mà gạ làm cái thì mình chịu. Mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Đấy thì các bạn biết được sức khỏe quan trọng đến mức như nào. Bởi vậy trong lao động làm ra tiền rất là quan trọng. Tuy nhiên làm sao để giữ sức khỏe của mình nó là quan trọng hơn. Đúng. Hôm nay tất nhiên là mình đưa ra ba cái mẫu mũ như thế này để các bạn có thể bảo vệ các bạn an toàn hơn khi sử dụng máy cưa cắt cỏ. Các bạn khi mà sử dụng những cái dòng máy cắt cỏ công suất lớn hiện nay đa phần là dùng cước này, đá, rồi là cỏ nó bắn vào mặt rất là nhiều, bắn như kiểu bắn tên vào mặt luôn, rất là rát và thậm chí gây nguy hiểm, ảnh hưởng luôn đến cả bên toàn bộ cơ thể chúng ta. Chính vì vậy hôm nay thì mình có 3 mẫu mũ cắt cỏ để cho các bạn có thể lựa chọn. Bên mình Điện Máy Bình Sơn thì luôn luôn tối đưa ra những sản phẩm làm sao tối ưu nhất với cái mức giá và cái chất lượng các bạn nhận về. Ở đây thì có 3 mẫu mũ, một là mẫu mũ của Husqvarna, hai là mẫu mũ của Reload Reload Pro và ba là mẫu Reload thường. Và đây là 3 mẫu mũ bảo để giúp các bạn bảo vệ cái phần thủ này được bền hơn, chắc chắn hơn và an toàn hơn. Rồi, nói về chiếc mũ Reload thường đi. Reload thường thì nó như những cái mẫu mũ bình thường trên thị trường thôi. Tuy nhiên, bên mình đã tối ưu được cái phần phần miếng tre này, rồi cái phần vặn chốt đằng sau này, rồi là phần chóp này, cực kỳ dày, nó khác biệt hoàn toàn. Kiểu dáng thì giống với những cái mũ trên thị trường hiện nay ấy. Tuy nhiên, cái chất liệu nó khác biệt hoàn toàn nhé. Cái chất liệu này cực kỳ cứng và nhựa, nó không phải nhựa tái chế, giúp các bạn có thể chống đỡ được những cái cú va đập mạnh hay là đá sỏi, thậm chí các bạn có thể đi mang đi xây dựng cũng được. Ngoài cái việc sử dụng cắt cỏ cưa xích, các bạn có thể sử dụng ở nhiều mục đích khác nhau thì đều được hết. Đây các bạn thấy không, chữ A này đó, chất lượng quality là nhất luôn, best. Đây Reload Safe. Rồi đây là một cái mũ mà nó không có tai nhá, không có chụp tai này, thì để dành cho các bạn nào mà chê ấy, là cái việc mà chụp tai các bạn nóng, các bạn không quan tâm đến tai thì các bạn có thể sử dụng cái mũ này. Còn nếu các bạn nào quan tâm đến độ ồn, quan tâm đến cái sự ảnh hưởng của tiếng ồn khiến đến cái phần thính giác của chúng ta, đến hệ tim mạch của chúng ta, thì các bạn có thể sử dụng những cái mũ có tai chống ồn. Thì đây là mũ Reload Reload Pro có bảo vệ tai gáy, nhưng mà thôi mình sẽ bỏ tạm cái mũ Reload này ra nhá. Mũ Reload thường mình sẽ sâu cái mũ Reload Pro và mũ Hu. Thì trước tiên mình sẽ bỏ mũ Hu ra. Mũ Hu, mũ này có mức giá là 850.000 các bạn nhá. 850.000 các bạn nghe tin tai không? 850.000 đấy ạ. Đây 850.000 của các bạn có những cái gì? 850.000 của các bạn có hai quyển sách này, giày, như quyển bí kíp võ công. Chưa. Mình không hiểu là đọc hai cái quyển này hết thì cái mũ này nó có tăng thêm phần công lực chống đạn chống đỡ bảo vệ nào không, nhưng mà mất cái tiền in như này mà mình thấy không đọc đến ở thị trường Việt Nam mình đang là khá là phí phạm. Còn ở nước ngoài thì mình nghĩ rất là quan trọng. Bởi vì đây toàn chữ tiếng Anh, chữ tiếng nước ngoài mà mình cũng có sử dụng ở đâu. Đúng không ạ? Tất cả đều đúng. Có một cái lưới. Đúng, đúng. Bảo vệ. Đó. Và phần tai bắt. Đây là phần tai bắt mũ này, bắt lưới này. Và tất nhiên rồi, nó sẽ có hai cái tai để bảo vệ độ ồn. Hai cái tai này nó sẽ giúp các bạn hạn chế độ ồn về chỉ còn tầm 25 đến 26 dB thôi nhá. Khi mà các bạn sử dụng những cái máy bình thường, nó sẽ có ở cưa hoặc cắt cỏ thì nó sẽ có mức độ tiếng ồn dB nó sẽ dao động từ 105 đến 125 dB. Và tất nhiên rồi, một ngày mà các bạn không chịu quá được 15 phút, không quá được 15 phút. Nếu mà các bạn chịu quá 15 phút, một là các bạn trẻ, tai các bạn còn quá khỏe. Hai là các bạn sẽ bị ảnh hưởng về già, các bạn sẽ bị lãng tai, các bạn sẽ bị ú ớ. Các bạn thậm chí khi mà bị tiếng ồn nó quá lâu ấy, các bạn sẽ bị ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch. Đôi khi nó còn bị ám ảnh luôn. Không tin đúng không? Các bạn khi mà ngủ trưa, các bạn nghe tiếng ve kêu hoặc các bạn nghe tiếng đục khoan bê tông, các bạn ức chế cực kỳ luôn. Đó là những chia sẻ thật sự luôn. Và các bạn có thể hiểu được tác động của tiếng ồn cực kỳ nguy hiểm. Nên là mất cái nọ thì được cái kia, chúng ta đeo vào, đồng ý. Ở Việt Nam mình nó khí hậu rất là nắng nóng. Tuy nhiên các bạn đeo như thế này, nó sẽ bảo vệ các bạn, cái phần tai quý vị các bạn tốt hơn.
các bạn muốn đánh đổi không ạ? Các bạn muốn chỉ vì thoáng tai được một tí ở trong quá trình sử dụng mà về già các bạn sẽ bị mất cái khả năng thính giác. Rồi, cái chóp đây. Chóp đây nhá. Đó. Và logo Husqvarna thần thánh. Cái logo này nó giúp cho cái mũ này tăng giá lên khá là nhiều. Và các bạn để chạm vào những cái mũ mà có cái logo này thì tất nhiên các bạn sẽ phải bỏ ra số tiền nhiều hơn. Ok, đây là mũ của Hu. Và đây là mũ của Reload. Đây, lưới nhá. Mũ Reload này, lưới này. Tờ giấy hướng dẫn. Đúng rồi, ở Việt Nam mình theo mình nghĩ tờ giấy hướng dẫn này được rồi. Chóp đầy đủ và bảo vệ gáy. Ok. Đây, mình sẽ tháo ra cho bạn xem. Và mình sẽ so sánh hai cái thằng này cho bạn có thể cân nhắc nhá. Đây, bảo vệ gáy luôn này. Rồi. Cái phần tai này ấy, đây là hai phần tai nghe. Nó liền luôn nhá. Tai nghe này liền luôn. Nắp sẵn luôn như này để các bạn về sẵn sàng sử dụng luôn. Ok, bây giờ cái mũ này có mức giá bao nhiêu bạn biết không? 450.000. Chiếc mũ này các bạn biết giá bao nhiêu không? 850.000. Tức là gần gấp đôi. Gấp đôi luôn chứ. Gần gấp đôi, sorry. Rồi, chúng ta sẽ so sánh hai cái lưới này thì các bạn có thể thấy chất liệu cái lưới của mũ Hu thì nó có cái vẻ là hình như có hơi chất đồng. Theo mình nghĩ là nguyên vật liệu tạo lên cái mũ Hu, lưới của mũ Hu tốt hơn. Tuy nhiên cái mắt lưới ấy, của cái mũ Reload này rất mau. Nó sẽ hạn chế tối đa bụi rồi là những cái vật cứng bắn vào mặt các bạn. Và mình khẳng định luôn nhá, mình khẳng định luôn do mật độ đan dày hơn nên là cái lưới này cứng và chắc chắn hơn, khẳng định luôn. Còn cái lưới này không bao giờ chắc chắn bằng này. Bởi vì sao? Bởi vì cái mật độ cái mắt nó thưa như này lấy đâu ra chắc chắn bằng, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái vật liệu làm nó hơi khác một chút. Rồi, cái tai này thì một cái lắp sẵn này, một cái thì cũng rời. Đây nó cũng như nhau thôi. Hai cái này đều tiêu chuẩn CE hết. Đây, mũ Hu thì tất nhiên là phải có tiêu chuẩn CE rồi, bởi vì nó xuất xứ từ châu Âu mà. Hoặc từ Mỹ, đây có tiêu chuẩn CE. Cái mũ này có tiêu chuẩn CE. Đều CE hết nhá. CE là gì? CE là tiêu chuẩn xuất châu Âu. Rồi. Về chất liệu lót bên trong nhá. Cái này bằng da này. Da đấy anh em ạ. Cái này bằng nỉ này. Nỉ thì sẽ rất thấm mồ hôi. Để lâu, để dài nó sẽ rất bẩn. Còn da thì tất nhiên rồi, nó sạch hơn, êm ái hơn. Các bạn thấy ghế da với ghế nỉ cái nào đắt hơn? Tất nhiên ghế da rồi, đúng không? Rồi cái chốt này, chốt đằng sau, chốt gáy này. Cái này bằng dây rút này. Ôi dồi ôi, lởm, thật sự luôn. Lởm hơn, cái gì hơn thì mình phải nói hơn. Còn cái này là vặn này. Các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh, nhấc lên này, vặn này. Rất là mềm nhá, nhấc lên này, vặn này. Vặn đến điểm nào này, chốt lại. Rất sướng đúng không? Rất nhạy này. Đấy, này. Đó, cái này hơn là rõ, da hơn. Cái này này, cái này có quả lót nhựa mềm này, êm hơn. Còn quả này là lót dù, không bằng. Tất nhiên rồi, giá nó rẻ hơn mà. Tiếp theo, về cái chất liệu nhựa này. Thằng này nó có thoáng khí nhá các bạn nhá, thông khí ở trên này, thông khí trên đỉnh này. Thằng này không có thông khí nhá, thằng này không thông khí đây. Có cái sống nhưng không thông khí, cái này là thông khí luôn. Đấy, nếu mà cái này có logo Hu, đắt hơn. Cái này logo Reload, laser luôn anh em ạ. Rồi, hai cái tai này cũng chống được độ ồn là về 24-25 dB, độ ồn như nhau. Đây, tai. Tuy nhiên tai Hu xịn hơn nhá, nói gì nói phải chuẩn, tai Hu xịn hơn. Nhưng mà không đến mức quá nhiều. Cái các bạn nó xịn hơn cái sống này thôi, còn cái chụp này tôi nhìn thấy kích thước nó bé hơn luôn này. Kích thước cái này còn dày hơn. Mình nghĩ độ ồn chống của này còn tốt hơn. Tuy nhiên cái sống này, cái sống bắt tai này của nó không thể nào ngon bằng Hu được. Đúng không ạ? Ok, đó là những cái so sánh. Tiếp theo, Hu có cái này không? Anh em thấy giống thì giống yếm dãi của trẻ con không ạ? Đó, đúng không? Nhưng mà không phải đâu, cái này để che gáy đấy ạ. Đây, khi bạn muốn che gáy các bạn bắt vào đây. Bắt vào đây, các bạn bắt vào đây, thế là thành chúng ta sẽ che được gáy. Hiện nay trên tất cả các mũ trên thị trường chả có mũ nào che gáy như này cả. Đây, che gáy này. Từ khi các bạn sử dụng dưới điều kiện trời mưa, trời nắng nó sẽ hạn chế ánh nắng rồi mưa gió vào gáy của các bạn, giúp các bạn đỡ được bảo vệ, nói chung bảo vệ tốt hơn. Đấy chưa các bạn thấy chưa? Bên mình sâu rất là kỹ để cho bạn biết. 850.000, 450.000. Hu chắc chắn là tốt hơn, khẳng định. Đây là theo cảm nhận, bởi vì mình cũng bị cảm tính về cái logo. Tuy nhiên nếu mà nhận định một cách nhận định một cách khách quan, nhận định một cách rõ ràng, phân tích từng chi tiết một thì mình nghĩ rằng nó không chênh lệch quá nhiều. Nó ư rằng tốt hơn chẳng qua ở cái tai thì thôi. Cái sống tai này thôi, mà cái giá của nó thực sự luôn chênh quá nhiều. Các bạn biết vì sao giá nó đắt không? Theo mình nghĩ nhá, Hu họ không sản xuất
mua ủng hộ, họ phải đặt, tập đoàn Hu đặt của một nhà máy khác sản xuất theo cái đơn hàng của Hu đặt. Sau khi Hu, tập đoàn Hu đặt, sau đó thì họ sẽ bán lại cho công ty hoặc là đại lý phân phối tại Việt Nam. Từ đại lý phân phối tại Việt Nam lại bán lại cho các cửa hàng. Từ cửa hàng phân phối cấp 1 bán lại cho đại lý nhỏ. Đại lý nhỏ bán lại cho người tiêu dùng. Thì các bạn thấy qua bao nhu cầu và hệ thống phân phối của nó có phức tạp không ạ? Thì với cái mức giá đó thì đến tay người tiêu dùng cao là chuyện đúng rồi. Còn cái này mình đặt trực tiếp và mình bán trực tiếp cho các bạn. Mình đã tối ưu vào rất là nhiều. Chấp nhận giá ở tại nhà máy. Nếu mà hai thằng này mà giá tại nhà máy bằng nhau thì tất nhiên là họ họ đặt, tất nhiên là với cái mức giá bằng mình thì họ sẽ được chất lượng tốt hơn, bởi vì họ là những đơn vị lớn. Tuy nhiên cái mức độ chênh giá không nhiều, mà bên mình tối ưu được về cái vấn đề hệ thống phân phối đến tay người tiêu dùng. Chính vì vậy bên mình đã rút ngắn, tối giản, tối ưu để đến tay người tiêu dùng với mức giá tốt nhất. 850.000, đây là một trong lựa chọn quá tốt rồi, không thể tốt hơn được. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn quan tâm và theo dõi. Hy vọng các bạn đã biết chọn cho mình những cái mũ như thế nào để bảo vệ tính an toàn, tính mạng cho các bạn, để các bạn có thể đỡ những cái hậu quả về sau này, không bị ảnh hưởng đến thính giác, không bị ảnh hưởng đến tai mắt. Lưu ý nhá, cái mũ Hu này đồ đạc thay thế nhá, khi mà các bạn hỏng nào mua không có đâu. Mũ này mình có 100% đầy đủ đồ để cho các bạn thay thế khi mà hỏng. Hỏng lưới có lưới, hỏng tai có tai, hỏng viền tai thì có viền tai, hỏng tai này có tai, hỏng chóp này có chóp, hỏng cái gì mình có đồ đấy thay cho các bạn luôn. Bởi vì mình đặt trực tiếp từ nhà máy và mình mua sẵn luôn phụ tùng phụ kiện sơ cua để cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Rồi, mình đã show cho các bạn 3 lựa chọn: reload, mũ reload thường không có tai để cho các bạn nào mà bảo thủ và là tai không quan trọng thì các bạn có thể mua mũ đấy. Hai là mũ reload pro, ba là mũ Hu. Tùy theo cái quan điểm của quý vị các bạn về những cái tiêu dùng khác nhau, tùy theo quan điểm về tiêu dùng khác nhau, tùy theo nhu cầu về sử dụng khác nhau, tùy theo mức tài chính các bạn lựa chọn như nào thì có thể comment ở dưới video nhá. Một lần nữa thì cảm ơn, nhớ đăng ký like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất, để cập nhật những video mới của Máy Vi Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.